Hello, xin chào em. Nay mình săn được một mớ pin hàng 7 Mỹ. Thì nó gồm có mấy thằng Stanley LED Decker thì 18V, rồi 40V, mấy cái cục kích bình xe hơi nè. Và ở đây nó cũng có những cái cục pin hàng 7 Mỹ mà nó tùm lum hãng hết trơn. Bây giờ mình gom lại thành những combo để anh em dễ lựa chọn. Đầu tiên, combo số 1 thì nó gồm có là 6 cục pin của thằng LED Decker ha anh em. Toàn là đắt mới với lại ngoại hình cũng đẹp len keng luôn ha. Tất cả nó đều là 1.5A 20V max anh em. Và trong cái combo này mình thấy nó có một cây cục pin của thằng Merisi rồi nè, nó ghi là 24V. Và mình thấy cái chân này là nó y chang như cái chân Makita thông dụng anh em. Đây mình cũng có cái đồng hồ này để mình đo từng cái viên pin cho anh em dễ hình dung ha. Đây, cái này là dương, cực dương nè, cực âm. Ở đây nó là 10.5V ha. Cái này nó là 13 nè. Cái này thì nó chuyển qua là đo chở luôn hay sao anh em ơi. Cái này thì chết ha, không có von. Cục này, cục này cũng không có von luôn. Cục này 11.4V. Cục này, cái này nó là cái gì á, milliohm, 9 milliohm. Và cái cục này thì nó là 1.9V ha. Cái này thì anh em có thể mình tận dụng, mình lấy linh kiện hoặc là vỏ mạch á. Nhiều khi mấy cái xe pin có trong đây nè, anh em về kích lên rồi mình chế cháo này nọ thì cũng ok luôn ha. Tổng cộng ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên. Mình thanh lý giá 500k cho anh em về nghiên cứu luôn ha. Và combo số 2 thì nó gồm có là 4 cục pin. Cái này của thằng LED Decker 1.5A nè, 40V max. Đây, hàng chính hãng ha. Còn cục này thì chắc hàng ngoài gì nè, nó ghi là 3000mAh, 120W, 40V luôn. Bên trong thì nó sẽ có là tới hai hàng cell ha nè, tổng cộng là tới 10 cell pin mỗi cục luôn á. Cái cục này để xem coi, 54W nè, 1.5A. và cái cục này 2.0A, 40V max ha. Ngoại hình thì cũng còn khá mới nha nè, mấy cục này là xin nguyên bản luôn rồi. Bên dưới đây thì nó có hai cái chân âm dương hay gì nè, với lại những cái chân tín hiệu ở đây. Sẵn tiện có cái đồ đo nè, để mình đo thử xem. Này nó được là 5.5V anh em. 5.5V. Cục này 15.6V. Có áp ha. Cục trắng 3.5V. Và cuối cùng cục đen này 1.000.000 gì đó. Nên mình gom lại thành cái combo gì nè, thanh lý giá 400k cho anh em về nghiên cứu luôn ha. Và combo số 3 thì ở đây nó có là hai cục kích nổ ô tô, kích bình hay gì đó nè. Đây nè, Viking nè, cái này là hàng chính hãng ha. Đây 12V rồi 1.200mAh. Rồi output nó ra tới 6A lần nè. Sạc thì nó là 5V DC 2.0A, có số series rồi những cái chỉnh của Mỹ luôn nè, đàng hoàng hết trơn ha. Ngoại hình thì cũng còn rất là ok luôn, cao su đồ cũng chắc chắn cứng cáp ha. Trên đây nó sẽ có mấy cái nút nè, như nút nguồn nè. Đó, rồi những cái nút anh em có thể mình chỉnh để kích bình ô tô, rồi mình làm sạc dự phòng nè. Cái này hình như là cái in là tức là sạc vô đó. Còn cái này là out, là nó ra out là được 12V nè. Và ở đây thì nó có thể kích nổ được ô tô nè anh em, có cái hình ảnh chiếc xe hơi nè. Đó, gỡ ra có hai cái chấu đồng ở đây, mình ghim dây vô để mình kích ha. Cái này mình lụm trong cái đống pin bãi của Mỹ á. Hôm trước mình có thử là mình ghim nguồn vô đây vậy nè, thì mình thấy cái đèn này nó sáng. Là mình mở cái đèn pin đó nè, mở đèn pin thì nó nhấp nháy vậy đó. Xong rồi để hoài thì nó cũng có một vạch vài à. Chắc có thể nó lỗi gì trong đây nè, thì mình không có biết xử lý. Thôi chia lại cho anh em nào gành đó về nghiên cứu thử ha. Ở đây thì mình có thêm một cái cục cũng là kích nổ ô tô nè anh em. Đây, hình ảnh kích nổ ô tô nè. Cái này thì cái chân kích nổ thì nó cũng y chang nhau chân ha. Cục này thì mình thấy có vẻ như xịn hơn rồi nè, nó có vân carbon rồi, quá trời đã ha. Mấy cái này thì nó đều hàng chính hãng ha, anh em có thể search trên mạng nè, besthalo.com gì nè, anh em search thử coi. Cái mã của nó là 57720 nè. Ở bên nước ngoài người ta bán mấy cục này còn cỡ vài trăm đô quá nè. Đây nó cũng là 5V 2.4A và 5V 2.4A. cái này là kích đề đó. Nhấn thì thấy mình thấy nó chớp đèn nè anh em. Mình nghĩ là trong đây là nó còn nguồn ha. Đó, nhá đèn nè. Anh em thấy không? Đó, nó nhá lên nè. Có thể là nó còn nguồn ở trong đây đó, nhưng mà kiểu như nó lỗi con linh kiện gì thôi à. Anh em mà gành đó, khui ga xử lý nhẹ lại một cái là xài ok, ngon lành luôn ha. Mình có hai cục
thì mình gom lại thành combo vậy nè, thanh lý giá 500k cho anh em về nghiên cứu luôn ha. Và combo số 4 thì nó gồm có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 khối pin 20V max 6.0A. cục này cầm rất là nặng tay như nè, wow, sáng đèn luôn, ngon lành luôn. Cái ba chân này mình nhìn thấy nó giống như là mấy cái máy ba chân mà China của mình đó, nó có cái cục hai bên đây nè, anh em xem cơ ở nhà mà mình có cái chân pin giống vậy đó, mình mua về mình lắp vô mình xài luôn cũng ok luôn ha. Ở đây nó ghi 6.0A 120W K16811, quá ngon ha nè. Ở đây thì nó sẽ có những cái cục pin của thằng Butter Cable nè. Cái này thì cái kiểu của thằng Senray nè, cái Senray mà cái mẫu cũ á, đây là như cục pin mới nè mày, nhìn rất là đẹp luôn ha. Ở đây nó có những cái cục pin của hãng gì nè, BLMR gì nè, 20V max, cũng là hàng chính hãng ha, 2000mAh. Nó có thêm một cái cục pin thằng Vanon gì nè, cái này nó là 20V 4.0A 80W, và cục này chắc là cũng hai hàng nha nè. Đây nó có những cái cục pin như kiểu như thằng DeWatt hay sao anh em ơi, nhấn đèn lên đây, không có lên đèn. Cái này nó là 6.0A 20V 120W, cũng là hai hàng luôn, cái này chắc tận dụng gió mạch nha nè. Đây có thêm cục pin này là của thằng Rapman nè, thì nó xài chung với thằng Senlay Fatmax rồi nè, nhấn không lên đèn luôn. Và những cái cục pin nhỏ này thì nó của thằng Giobi ha. Cái này thì cái mã của nó là CB120L12V. Này mình thấy mấy anh em mà xài hàng bãi Giobi á kiếm nhiều dữ lắm luôn á. Ở đây thì mình có tới 3 cục nha nè, thẳng cái đo von nè, để mình đo áp luôn cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên là cái cục này đi, chân điều quá, nó lên được là 3.5V, có áp là ok ha nè. Rồi cái cục này 18.6V, cục này sóng nhăn nè. Này 20V cũng sóng nhăn luôn nè. Cục này thì không lên này, cục này nó chết queo rồi, để quan quan. Cục này lên đèn chắc là cũng sóng nhăn anh em ơi. 18.13 nè, ngon lành luôn nè. Rapman 13.98V. Mấy cục nhỏ này coi. Đây. Cái này không lên. Cái này nó được 3.7V. Và cục này nó là 1.8V thôi nè. Ở đây nó có 1 2 3 4 5 6 7 cục có áp và 2 cục không có áp. Rồi, mình gom lại thành combo, tổng là 9 khối pin, mình thanh lý giá 500k cho anh em về nghiên cứu luôn ha. Tất cả những cái combo này nè, mình đều có đăng ở trên cái shop Lazada của mình đó. Anh em có nhu cầu mình sẽ để đường link với phụ tá. Anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Thấy cái nào hợp lý thì mua ủng hộ mình chơi cho vui ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một cái nha. Bye bye.